Cái ly mà người dưới trên đắng là coi như là người ta luộc lên xong bắt đầu người ta cứ chấm người ta ăn đó. Hầm với xương với nữa là thịt này. Mỗi mấy bà trong chờ mỗi ông đấy mà ông cứ ốm như này nó không biết sao đâu ông ạ. Ông có đi ăn trộm dưa về tặng cho bà không? Mà có quái dưa nó phải dưa nữa. Như bình thường ngày xưa ông với bà yêu nhau á. Có phải đơn giản không? Ngủ lắm chứ, lặn gọi, lặn gọi thôi nữa. Ui, ông cắn nhiều lắm ông, cắn nắm tay cái này. Thương hết cả tay cả chân lên đi.
cái này để là khi mau khô. Cháu tắm cái với chân cháu ơi.
Đào ít quá. Mình gặp tôi thì không biết cả quần mình gặp. Có một mẹ thì mẹ cá là à, mẹ có hai mẹ, mẹ nuôi quần, một mẹ đang gấp thôi. Mình đây này. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Cả con đi còn nhiều. 5 con, cứ 6 con, còn 5 con nữa chứ con. Ba cái con cu đi là cứ nệ nô thôi đấy, thiêu gà. Tháng tháng về là đĩa mà hắn thấy. Toàn gà mái không? Gà mái cánh. Bí đao này. Thì mà quạt búa rồi búa vừa hầm bí xương bí nơ là thịt là ăn tốt lắm này. Giờ cháu cho ông chọn quả nào đó. Không ăn quả nhỏ. Ăn quả nào không? Quả nhỏ. Quả này nhỏ hay quả này không? Hai quả nhỏ nhất này. Lấy quả nịt. Quả này non hơn chứ. Được. Ăn lấy quả nhỏ đó mà gì sao luôn quả to. Quả hồng hầm bí cho ông bà ăn không bà?
À, lâu lắm rồi nhỉ. Hôm kia lớn là mới xanh lá rồi mới thấy. Phải giữ rồi bà. Đấy. Phải giữ rồi đi đấy. Đây bà. Chẻ đôi cho bà. Ai được thôi khô đi bữa sau nấu cái thịt ăn nó ngon lắm. Tính phải thận thật đấy chạy. Vâng. Ông ốm này bà cháu ta lại sẽ kiếm cho ông bà nữa để... Được không ông ơi? Cái quả bí này họ làm chả bí đao làm kiểu chi được ông nhỉ? Cái quả bí này mà cháu thấy người ta làm chả bí đao đấy. Không biết làm kiểu chi nhỉ? Hắn là cái quả này này bà nói cái chuyện đôi cho lấy cái ruột đi đi. Lấy cái ruột cũng đi dùng có mà hắn đắng lắm, cái ruột đắng lắm á. Ông được hắn ông loại chắc. Dài người hay có gọi là mí đao đấy, hắn vô dạng mí cả chả mí đao đấy. Ờ nó làm cà đấy. Cháu đi cho cái này chúng ta cá ăn cái gì đó. Sống được hay sao vậy nhỉ? Ừ, ăn sống ngọt lắm. Ăn được chứ không ăn. Nghe ngọt ngọt à? Ừ, ăn nó ngọt đấy. Đây ta phơi khô làm trà uống rồi lâu lâu nấu thịt nấu cá vậy. Người làm được chứ không? Phơi khô, uống đến được nắng.
ông bà ơi, cháu nấu xong rồi ông bà ra mời ông bà ơi. Có ăn thật nhiều rồi cho nó nhanh khỏi ốm không ạ? Ông mời đi không? Ông bà mời ạ. Muốn ạ. Ông với bà trông chờ mỗi ông đó mà ông cứ ốm như này nó không biết sao đâu ông ạ. Ông gắng ăn, cố gắng ăn để cho bà này thấy dậy rồi. Bữa nay hai bữa nay là quyết cho được cái nhà cái cửa rồi. Vâng, đi dao này tốt cho sức khỏe lắm ông ạ. Ông ăn nhiều vào, hành động cơ thể đó. Chính đang ép cho anh đi làm nước bí đao biến bán trên mạng trên cả trên đất nước về. Ông mời đi ông. Ăn nhiều mà. Mua này ăn cháo ạ. Vâng, bà mời nhiều không bà? Vừa mua này vừa thơm, cái rau thơm nhé. Vâng. Chưa được ăn bí vào này. Này ăn cái này bà mới được ăn đây. Ngon lắm luôn. Ăn cành bí đi, ngon rồi chiều ông ăn. Ngon không nhỉ? Mấy thank you.
Ơ dạ, này ông có mái tóc đẹp trai thế nhỉ? Đưa bà gội đầu và tắm cho đã. À, cha này bà tình cảm thế.
này hơn 19 cho một bứt hồng bà ăn đấy, một chiếc xanh đó, chua nó xanh ấy, này nó ngọt.
được cái chi mà bác không bán nữa. Cháu đi lấy ít rau rừng về đem chợ bán không bà? Ồ. Ông bà ngồi ngắt cho cháu mấy cái này với. Rau này rau đốm. Ngắn đấy chú, giá cho chút chú. Đắng lắm bà. Đắng lắm. Nhưng mà đắng thuốc đây. Chiều cháu đi bán được đồng mua được về lấy tiền đêm vô mà mua gạo. Rau này mà đủ cái người xào cái tuổi này ăn ngon lắm này cháu. Cái ni mà người biết ăn đắng là coi như là người ta luộc lên xong bắt đầu rưới người ta cứ chấm người ta ăn ra đó. Ăn nhiều người ta không biết ăn cái là đắng đó chứ. Bỏ ở trên quê mình chỉ có gì mà phải tối cho lên nhỏ mình không quên. Trong ái cứ bơ bơ mà phải đủ bế đi á cây cháu. Vâng. Mấy cây đây là trên đường đi rồi cháu gặp rồi cháu chặt về. Cháu chặt về nhà gần. Thái. Có lúc phải đi tìm không thấy đó. Có lúc phải đi thẳng đường để thấy. Cây chú chim cho em đang rồi. Ông mới tin đó. Đầu tiên là ông để tao thử miếng của con ngon ông đây, có ăn được không đây? Chứ ví dụ, ô ăn được rồi con. Ăn mà. À, nó cũng có nhiều con người hái. Đâu lắm. Tóc mà gàng ra đấy là. Đi mà cũng nhiều lắm đấy cháu ạ. À. Cố gắng đi tiền ra bán mớ một mà rồi mà bán cho anh đang đắp đi được về mà lấy tiền mà thêm nhưng mà mua gạo mà lấy cái mà ăn mà mai mà đi. Mà ngồi đi cháu cùng như này cho đi. Cháu ra bờ suối đây coi có ít rau dớn không bà? Ông bà ở nhà nhá. Thì rau dớn người ta cũng chan lắm cho đi ra rồi có hai.
Không biết là rau có nay thì răng răng không biết, nhưng mà túi gì là coi như là 5.000 nhỉ? 10.000 nhỉ? 50.000 nhỉ? Tiền chứ? Chú thì bẻ ra như bố đang muốn á. Tưởng làm hàng thế nào? Đi bán rau rồi muỗi thịt cho ông bà. Ông bà cháu đã ăn. Báo đi mà không mưa mà. Cái hàng đầu tháng tư là hái bán này cũng mà. Lại bỏ thế nữa. Nếu mà xem nó thì lại thôi nhìn ra nó tao tính ra 1, 2, 3, 4, 5 đây 6 bó nữa không? Được 11 bó. Có nhú đi không? Không. Cái nhú đi nó mất. Nghỉ ngơi anh cháu, đi chợ không tối đấy. Đi chợ ở Hà Phú. Đi chợ bán thế mà về mà lấy tiền mà mai mà mua gạo mà ăn chứ. Đi nhanh nhanh mà về con nhá, cháu nhá. Ông quên mà rồi mà bán, cố gắng bán nhanh nhau đi mà về. Thank you.
càng nhiều. Ông đi về vậy nó cũng tốt lắm ạ, đảm bảo ông già đó. Thank you.
vậy. Khoảng đẳng nó sân khó mà. Bạn mà nó mít nhỉ? Vâng, đẳng lắm. Sân cầu cũng nhỏ lắm ạ. À, cái đi vừa trước là cũng to thế nên mà này. Trong tìm khắp gà núi thì đó, mà toàn cũng nhỏ tí này. À, không to à. Ngoạn à, dày mông xôi đó bà. À, cái mông xôi đúng không ạ? Để cho ông uống thay vì nước. À. Ông khỏe cho ông yếu lắm. Cái ăn đầy đầy sợ đắng ông. Đắng không thấy uống gì. Uống đắng. Cháu đi tiện rồi. Cháu quà thấy ít củ thì cháu lấy luôn ít củ lợn. Cái này mình cắt hết rồi. Lấy ít củ lợn. Chắc khô rồi ta bỏ lỗ ngoài phơi tiếp ạ. À. Lấy cái này để ta phơi thuốc.
Đi mà đem ra chợ buồn lắm nha. Chưa đi mà đem ra chợ là nhiều người ta ưng lắm, là vì dưa non mà về xào mà. Ừ. Ông bà ngồi đi, cháu đi chọn mấy quả dưa ông bà ra ăn à. Chọn ít quả non non, mềm ngon. Lấy được cột. Cái đi dựa đấy. Đấy, cháu đi muối về dưa, chọn ông bà ăn. Thì ăn sống cũng ngon, mà làm mà ngon nộm cũng ngon đấy cháu ạ. Xào cũng ngon bà. Xào cũng ngon. Vì ông đang non thì ngon như này. Ngon lắm. Ngọt quá cho ông ăn không? Ủa ông ngon đấy cháu. Non nhưng răng ông yếu không nhai được. Cũng có tí thôi mà. Nó non đang non không đi. Bớt nắng thì cháu đem ra chợ bán không bà? Cháu đem ra chợ thì cô cũng vậy à, ông bà mời đi ông bà đây, cháu gọt đây này, tranh nhau lấy về bà ăn đi bà, ăn đi cháu, gọt ngọt nhà ông bà này, giòn dưa non giòn ngọt, đậm đậm nó lại càng ngọt thêm. Như tình cảm ngày xưa ông với bà yêu nhau á. Ngọt vậy không ông? Ngọt chứ. À, tình cảm ông với bà ngày xưa ngọt ngào vậy á. Ngày xưa ông có đi ăn trộm dưa về tặng cho bà không ông? Mà có quái dưa mà ngày xưa nữa. Cháu đi nữa mà không tìm lấy người vợ nữa. Ôi trên đây chỉ có vườn dưa này. Dạ, không nhờ. Có gái vậy. Lâu lắm rồi nãy ông bà ấy được ăn dưa của cháu á. Dưa ngọt. Ngọt. Không giỏi mình dựng dựng. Ông không nhai khổ ông. Ăn đi rồi đi chợ cháu. Rồi ra rồi xem giá rồi người ta bán mấy thì mình bán đấy. Vâng ạ. Chịu khó rồi bán lấy lên rồi. Lấy vốn kiếm vợ rồi. Chứ không có bây giờ có bán vợ bán tháng. Lấy là chủ yếu là tình cảm với nhau. Chứ còn là giàu với nghèo thì mình làm đấy mà ăn. Cái thời buổi chợ ấy là đứa cháu. Nó không như thời buổi của ông bà. Vậy ngày nay là ngày xưa là một túp lều chanh hai trái tim vàng. Ngày nay không có đâu. Bán khó bán đó. Rồi nói tiền. Rồi nó tìm nó tí vợ. Ông bà con tí cháu nữa chứ. Ông bà giờ yếu rồi giờ. Cháu này cố gắng tìm này. Mà không ai thèm yêu chứ. Nghèo như mình ai thèm lấy ông. Thank you.
bắt đầu lại cho.
Thank you.
Ôi, của cháu lấy hết nhiều không cô? À, lấy thì cháu đưa cho bác lấy 200 đi cháu. Dạ. Thôi hôm nay thư thả bác lấy hết thôi nhá. Dạ, cháu gửi ạ. Bác xin nhá. Cháu mua phải cháu phải bán hả cháu? Vâng, cháu bán kiếm đồng mua thuốc cho ông bạn. Ừ, thôi, bác lấy hết thì nhá cháu nhá. Để dạ. Sau phải mua cho cháu và cho bác thêm cháu nhá. Dạ, dạ. Ừ. Đi đây ạ. Ừ, cháu đi luôn à? Vâng, cháu thì về đi bán cho kịp chiều. Ừ, rồi, cháu che thủ thế cháu. Sớm buổi chiều ừ, chứ không cho nó một mà. À, được luôn nữa luôn mà. Để đêm đi chợ bán cho. Vâng. Chặt khúc ngắn. Yên thì ngọt lắm nhưng mà có cái lời người có răng tay mới tước đi ăn được. Chứ còn như có ông thì đến chịu rồi đó. Vía này chỉ không biết ép ông ạ. Ờ, biết ép chứ đây. Mình cũng đến giòn thôi. Đúng lắm, ông bà chắc không ăn được đâu. Ông bà giờ ăn chắc ăn mía kim tần, mía đen đó. Còn ăn được. Mía này cứng lắm. Mía kim tần mới chịu cho bà khỏi cho cháu. Chứ không ăn được, không có răng chịu không ăn. Già, già. Già nó hơi ăn không mệt. Ngày xưa bây giờ đang một thanh niên nó đi qua vườn mía ta biết thêm rồi phải bỉa như thế là mùi cây. Ngày xưa ăn trộm của người ta. Ăn trộm nhé. Ăn trộm nhiều nhỉ. Phải ra bờ sông ngồi tán gái không? Ngồi tán gái bảo mía nha nhỉ. Mía nhà anh chồng chứ hình bản một. Ngày xưa tao ông đi xuống với tao sao thấy cả hai cái mía. Thế là... Hỏi mãi thôi đó là chả hay là lá dừa ngoài bờ sông đi ăn vụn. Ông ngày xưa cũng hay đi nhặt người ta à, đi xin nhé, đi xin không có chủ vườn, cũng nói không xin nhé. Nhưng mà ở đó thì thấy cũng là cũng đơn giản không có cái gì. Ngày xưa vui, ở đó là vui. Mà ăn trộm thì người ta đánh chết thật vì người ta trồng ra người ta chưa được thu mình ăn trộm đi. Bây giờ nó cũng đầy đủ rồi bạn, không như ngày xưa đói khát. Hết.
cái mì linh ra chợ ăn bán mấy nghìn bó đều mà. Mày ra thì bán được 10.000, 12.000. À, hắn ăn rồi cái người ở ngôi chợ, mày nó cũng muốn cũng không được. À. Lấy mía ta gõ nhau chết rồi bà. Mía mà ăn mà trồng cái cũng mà. Ôi ơi, vặt không mũi trái cua cây mà ăn kìa. Mà người ta hãm không kịp nữa. Không thể mà nhận. Qua cũng được. Ý, ta là có bó 5.000, bó 10.000, con ngắn, con dài. Tôi bố không phải thích tiền mới gộp ra chợ bán. Ai mua củi không? Ai mua củi ra đây mua? Vừa giống có một cái nick đến rồi gãy mẹ đi đó. Gãy mẹ còn bố ăn chứ ông. Ông nói hay. Thank you.
tiền của em ơi. Lấy mấy xiên em nhỉ? 5 ạ. 5 xiên à? Ok, lấy cái này cho nóng.
Thank you.
gần nhà mình là được có ong không này? Đâu này, đi tìm ở đâu đâu, ở gần nhà mình thì không biết. Có mật đâu. Ít ông ạ, kéo ra đi vô nhà đi. Cháu quên nó còn một mớ bên đây rồi ông bà này. Ông bà ấy, ngày hôm nay của cháu đấy ông bà. Cháu đi lấy gắng ở kiếm tiền mua thuốc cho ông bà. Ông lắm cồn nhá. Yếu lầu lắm này. Giúp miếng bà này. Ăn mùa đấy nóng lắm à? Nóng với lại bạc còn nó hay ăn một. Không, chỉ còn không ăn là một trong. Đến đây không cháu vắt ra rồi lên để được mật mùa rồi có bán thì đây ta lấy tiền, mua gạo, mua gạo với mua thuốc. Mình chỉ lấy mình mật của hắn về nữa thôi, không lấy mẹ hắn. Ôi trời, lấy được lấy ông đây có phải đơn giản không? Khổ lắm chứ, làm ngoài thôi nước. Ôi, ông cắn nhiều lắm ông, cắn tay cho này. Chưng hết cả tay cả chân lên đấy chứ này. Vâng. Mặt mũi chân tay là cắn nhiều lắm. Hãy subscribe cho kênh Mình.
bóc à, bóc ạ. Ờ, cái ni này, cái ni là tốt này. Không, cái ni nhiều hộp lắm. Nhiều hạt. Đây này. Ờ, cái này. Ờ, cái săn hộp như này. Đây, ông cụ xá cái ni này. Ừ, ở đứa có lẽ nhiều mù lắm nhỉ. Sao mà mất? Cái này là vợ mà. Đấy, cơ chồng của cô mất. Cái này bố của cái. Bà cháu ta phơi khô ngô đi cái. Cháu đi rừng bà đi chăn trâu là ông ở nhà là nướng ăn trống rồi mà. Thấy bà đi chăn trâu về cái là thấy ông nhảy nưng ối rồi vui vui. Ông bà lại hỏi nay ông có chuyện gì vui thế? Không có gì bằng cái túi cái khổ vậy. Để trâu mà có đần được tao khổ cái quên tí này rồi. Ừ, cái ngành kia quên cái ngành lúa. Khổ, khổ mình khổ. Bà hay đi chợ chả kiếm cho thằng cháu đứa nào nhỉ? Ông nhỉ? Không hưng rồi bà để bà chọn rồi mà không hưng không được. Ông bà hôm nào phải lên làng đi bắt vợ cho cháu đó. Hay bắt vợ là phải đi thành phong. Đấy, ông mình giờ cứ lên bắt đại đi. Phải bảo cháu ở nhà, cháu đi rừng. Đấy. Liền trồm và đem về mấy, ngày ưng không? Không ưng thì cũng ngày ưng. Không ưng. Bạn đây là bố mà ông vậy. Không ưng cũng ngày ưng nha. Thấy muốn mưa không bà? Làm ăn đến gặp thảo ở dưới đây, đâu? Tròn. Ăn tròn mà ăn thẳng này. Còn vẫn không nhăn nhiều. Đấy, cho cắm cái vào răng cháu này.
Ah,